Lần giờ những trang vàng của quốc sử Việt Nam từ hàng ngàn năm trước, chúng ta thấy sự hiện diện rõ nét về mảnh đất con người xứ Nghệ trong dòng chảy của lịch sử dân tộc. Vùng đất mà thời nào cũng có danh nhân, vùng nào cũng có nhiều bậc anh hùng tài cao chí lớn. Một Mai Thúc Loan với tư tưởng tự lực, tự cường và tự tôn dân tộc. Một Phan Bộ Châu với văn chương xuất chúng khởi nghĩa tư tưởng Duy Tân. Một Nguyễn Du là vĩ nhân kiệt xuất, luôn lấy những giá trị nhân văn để viết nên những kiệt tác bất hủ. Trong đó còn có một vị tướng, người đã lập công lớn với non sông đất nước ở thế kỷ 15, người đã hai lần được phong là công thần khai quốc thời Lê Sơn. Đó chính là Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Mau ban chiếu chỉ này đến cho tướng quân Nguyễn Xí. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Tướng quân Nguyễn Xí tiếp chỉ. Tướng quân Nguyễn Xí tiếp chỉ. Thần Nguyễn Xí xin tiếp chỉ. Xét thấy công trạng của Nguyễn Xí tướng quân, xứng đáng là bậc khai quốc công thần, ta phong cho tướng quân chức Long Hổ Thượng tướng quân, suy trung bảo chính công thần, và được ban quốc tính họ Lê. Nay khanh sẽ được gọi là Lê Xí. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Đội ơn bệ hạ. Thần nguyện đem thân mình tận trung với nước, với vua, tận hiếu với dân. Nguyện góp sức tài mọn của thần để giữ yên bờ cõi, một lòng một dạ vì sự yên bình cho non sông đất nước. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Một công thần khai quốc giữa thời hậu Lê, người anh hùng Nguyễn Xí bốn phương lừng danh, là tướng quân trời Nam vì sông núi quên thân mình, đại phá quân nhà Minh lập chiến công bao hiển hách, cùng đoàn quân quyết chiến không ngại nguy biên, liều mình trong gươm giáo dẹp lũ xâm lăng, vượt trăm nghìn gian khó chiến trường vào ra. Người anh hùng Nguyễn Xí sách đây còn ghi, cùng Chí Linh cùng vua từng chinh chiến bao đêm ngày, đuổi lũ quân nhà Minh từ bắc phương qua xâm lấn, cùng đoàn quân Bắc Tiên xem thường sinh tử, ầm ầm như vũ bão tràn lên phá quân mình. Viện quân nhiều phiên theo tướng quân ra thành Đông Quan, làm cho giặc Minh thêm thất kinh suy tàn đầy đó. Tướng giặc Vương Thông đem viện binh định kéo cơn nguy, anh hùng Nguyễn Xí biết được tin tiểu kế tấn công, ngày đêm phục kích tại vùng Tốt Động và Trúc Động, thừa cơ nổ súng tấn công cánh quân Vương Thông. Trần Hiệp Lý Lượng và năm vạn quân đánh bỏ xa, quân ta bắt sống được một vạn quân Minh,
còn Vương Thông cùng tàn binh bằng cách dạy trương phải rút lui về cố thủ tại thành Đông Quan. Đại công thần khai quốc giữa thời hậu Lê, để xa trường chinh chiến khắp cung trời Nam. Đừng chém hai biệt gian là Phạm Đồn và Phan Ban, Phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu. Nghìn đời sau vẫn nhớ công thần danh tướng, lòng vì dân yêu nước chọn kiếp không phai. Đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân, từng tan trùng truy sát phá tan giặc mình, là cháu con sông Tiên nguyện một lòng vì quê hương. Đôi lúc quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì để giàu giữ nước đem về quan ai, đồng lòng đi chiến đấu gìn giữ biên đường. Dù nhìn muôn gian khó quyết tâm nơi gương, anh hùng nguyện sinh bảo vệ. Độ trầm lắng mà hùng mạnh, độ lượng lớn mà cương nghị hơn người, giúp Cao Hoàng khi mở nước trăm trận gian nan, Phò Tiên Thỏa giữ gian sơn hết lòng giúp dập. Ra ngoài thì chọn chức tướng võ, vào trong thì vẹn vận tướng văn, nghĩa tôi con thật khó ai sánh kịp.